Chào mọi người. Hôm nay mình sẽ lên clip cái con Ray-Ban Explorer Straw Max cho mọi người nhé. Thì cách đây vài hôm mình có lên cái clip review người, thì cái con này hình như là mình cho lên đầu tiên luôn. Đó, thì cũng có khá là nhiều anh hỏi mình về cái con này. Nên là mình quyết định là mình sẽ làm con này để cho ai có yêu thích nó thì mua về sưu tầm nha người. Và đây là một con thuộc cái dòng rất là hiếm của Ray-Ban người. Rất là hiếm. Thì mọi người thấy là đây là cái bao, là cái bao của cái dòng Ray-Ban, nhưng mà không phải là Ray-Ban Straw Max nha người. Đúng ra cái bao nó phải có chữ Straw Max đây nè, và cái bao nó màu đen người. Và con này thì nó không có gồm cái bao gốc, nó chỉ gồm cái bao, người ta chỉ kèm theo là cái bao là Ray-Ban thôi người. Và cái thiết kế thì nó cũng giống như cái bao zin của nó thôi, là đằng sau này nó có một cái gạt này để mình đeo vào unit tới thắt lưng người. Dạng cứng nha, này cứng. Có thể bẻ ra bẻ vào tí xíu. Rồi, ok. Mình sẽ show bên trong cho người xem nha. Thì cái bao, cái túi này vẫn còn rất là đẹp nha người. Và trong đây thì trong đây thì cái case này nó là made in Mexico mọi người, thấy không? Nên là bữa hổm có một anh nhận cái hàng, xong anh hỏi mình là cái case này ở đâu, và anh thấy một cái tag là trên cái khăn lau, mà cái khăn lau là lại made in Taiwan. Thì đúng, thực chất là cái khăn lau của dòng Straw Max này là sản xuất Taiwan mọi người. Nhiều khi là mọi người chưa dùng cái hàng mới nên là mọi người sẽ không biết mà mình có bán cái hàng mới thì cái khăn lau của nó là made in Taiwan đó. Còn cái case này là made in Mexico nha. Rồi ok, mình sẽ cho mọi người xem cái kính đẹp lắm mọi người, đẹp lắm. Và đây là một cái dòng thuộc cái dòng hiếm của Ray-Ban mọi người, một dòng hiếm. Tên của nó là một cái con Explorer mọi người, Explorer. À, để mình vệ sinh lại chút xíu nha, rồi mình show cho mọi người. Đợt trước thì mình quay ở trong nhà nên là nhiều khi nó sẽ không có thấy rõ được chi tiết. Nên là hôm nay mình sẽ đem ra ngoài trời mình quay. Thứ nhất là ngoài trời thì khi vào cái điện thoại mọi người nó sẽ gọi là nó phản ánh trung thực hơn rồi. Rồi ok, đây đây là một cái con Explorer, nó thì hao hao giống như một cái con caravan vậy, nhưng mà ở đây trên đây thì nó vác nhẹ cái phần đây mọi người, nó vác nhẹ lên chút xíu thì nó là con Explorer nha. Kể cả khi mà nó có cái cầu nhựa này hay không thì nó vẫn tên là Explorer mọi người. Thì Explorer nó sẽ có một cái size này là size 58 và một cái size này là size 62 mọi người. Ok, đây sẽ là một con Explorer dòng Raw Max, rất là hiếm mọi người, thuộc dòng hiếm. Thì cái con này hiện tại cái trang mà chuyên bán cái kính râm Ray-Ban Vintage đó, đang bán với cái giá là hơn 500 USD cho một con cũ, và con mới là nó tầm 650 tới 700 USD đó. Thì mọi người muốn check cái giá mà hàng đúng chuẩn thì mọi người vô cái trang này nè, mọi người thấy không? Vintage Sun Glass Shop, trang này của Mỹ mọi người, trang này chuyên bán kính luôn, bán kính rất là lâu rồi mọi người. Đó, cái này nó là một cái shop gọi là cái shop mà bán cái kính vintage này lớn nhất thế giới luôn, một cái store lớn lắm. Nên là nó bán hàng rất là chuẩn, là con này nó là con Ray-Ban này mọi người thấy không? W1699 Explorer B20 Raw Max Sun Glass. Đó, thì đây mọi người thấy là đây là cái cán của nó là có cái W1699 này, đó là nó đâu người. Đó thì con này nếu mà ở một cái mức giá con cũ á, họ đang bán là 585 đô la. Phải không? Và nếu mà một con hàng cũ nhưng mà kiểu như mà mới mọi người, nghĩa là hàng trưng bày xong cất giữ là 685 đô la mọi người. Tính ra là 585 cho gần 600 đô là gần 14 triệu, gần 14 triệu cho một cái con này. Và đương nhiên thì với cái mức giá 14 triệu thì nó phải kèm theo cái hộp gốc mọi người. Rồi, tiếp tục quay trở lại với lại cái kính nha, thì mình sẽ show cho người mọi cái góc cạnh chi tiết của này. Con này thì về tổng quan nó là một con rất đẹp, đẹp người, hoàn hảo.
Thì những cái dòng này nó sản xuất tầm những năm 93, 94, 93, 94. Và cái đặc thù của con này là cái thanh này nhá mày, cái thanh tráng này sẽ là màu đen và cái đệm tai cũng là màu đen rồi. Ở đây mình thấy là cái nước mạ của nó còn rất tốt, con này được bảo quản tương đối tốt, là một cái dòng chuyên đi ngoài trời nên là những cái dòng ro mắt này thường nó rất là mau xuống cấp, tại vì sử dụng ngoài trời rất là nhiều, nắng mưa đổ mồ hôi, đặc biệt là mồ hôi mọi người, nó sẽ gây hiện tượng gỉ sét hết. Nhưng mà con này thì mình thấy là cái càng kính còn quá đẹp, càng kính con này không có một cái vết gỉ nào cả mọi người, không có lấm chấm luôn, màu vàng rất là đẹp. Chỉ có bên đây chỉ có một chấm rất là nhỏ này, mình không biết là gì nhưng mà có thể vệ sinh nó ra, nó còn láng láng mịn. Phần đệm nhựa thì nguyên bản và cũng còn đẹp nha. Đó, mọi người sẽ thấy cái chuyện Ray-Ban sấm sét màu vàng, đó, một cái Ray-Ban sấm sét. Thì chỉ những cái dòng mà rất là đặc thù và cao cấp của Ray-Ban thì mới được in những cái dấu hiệu riêng phía sau cái logo nha mọi người. Như là Ray-Ban Polarize nè, Stromax nè, rồi Ray-Ban 50 người, đó, những cái dòng mà VIP VIP là nó mới được, rồi Ray-Ban kim cương người, Diamond Heart người. Thì cái con này size của nó là 13.5 người, 13.5 và trồng của nó là trồng 58 cầu 17, ba cầu, hai cầu sắt và một cầu nhựa trong đây. Đó, tình trạng còn tuyệt đẹp. Thì hai cái con ve của nó cũng còn rất là mềm mại người, cái dòng đi đường nhưng mà con ve còn rất là mềm mại, chỉ hơi bị ố vàng do thời gian thôi nhưng mà nó vẫn còn rất là dẻo và vẫn là zin như người, có cái dập BL bên trong rồi thấy không đó, và phía trong này mình thấy là vẫn còn trắng sáng, không có bị hoen gỉ gì cả, rất là trắng sáng luôn. Ở đây thì nó sẽ bị một vài cái vết này mọi người, giống như là cái lớp phủ mà gương bên ngoài mà nó bị bong nhẹ nhưng mà không có vấn đề đâu, không có vấn đề sử dụng đâu. Mình sẽ nhìn trong cái vùng này nè và từ phía bên ngoài nhìn vào thì nó sẽ không có thấy nha. Đó, đây là nói chung là một cái bệnh nhẹ của cái việc mà bảo quản lâu dài thôi người. Những cái dòng này nếu mà mình bảo quản lâu dài thì nó sẽ có những cái hiện tượng mà nó phải bị xuống cấp nhẹ nhẹ, gọi là bị thoái hóa, loại hóa, lão hóa. Nhưng mà nhìn chung cái tình trạng nó là rất là tốt. Và đây là một con trong cái bộ sưu tập Ray-Ban, Ray là hiếm, cực hiếm luôn rồi. Nó gọi là con Ray Collection này, để cho mọi người xem. Ok. Đó, con này thì những ai mà có khuôn mặt vừa hoặc là đang dùng cái size mà giọt nước 5814 dòng Pilot đó, thì đeo được. Mọi người thấy mặt trong của nó sẽ có một cái vài chỗ bị đổi màu, kiểu như là bị cái lớp mạ của nó bị ảnh hưởng nhẹ nhẹ đâu, nhưng mà sẽ nhìn ngắm không ảnh hưởng đâu, tại vì con này cũng lâu rồi. Ở đây có một cái vài cái vết mà kiểu như ố nhẹ nè. Nhưng mà mình thấy là nếu mà nhìn thẳng thì sẽ không thấy nha, chỉ có nhìn nếu mà mình nghiêng nghiêng thì mình thấy thôi. Nên là khi mà người dùng, người đeo nhìn cái hướng mắt thẳng ra thì nó sẽ không có vấn đề đâu người này. Và đeo con này đi đường thì cực kỳ chỉ tốt cho mắt người, bảo vệ mắt cực kỳ tốt luôn. Một con dòng chuyên driving mọi người, dòng chuyên lái xe ngoài trời, dòng trồng ro mắt người. Ở bên đây thì nó có dập phun cát BL này, phải không? Phun cát BL, bên đây cũng phun cát BL. Ở trên này thì nó sẽ là dập Ray-Ban USA thôi. À, cái nét dập của những đời 90 là nó vậy nè mọi người, nó rất là to và nó gần như là nó bằng luôn cái bề dày khung luôn á. Và dưới đây thì nó sẽ dập là Ray-Ban 58 10 17 nè mọi người. Đó, 58 17.
Ok, quá đẹp mọi người, con trong tình trạng như là quá đẹp rồi. Rồi thì giá mình giao lưu con này bán là 5 triệu 5 nha mọi người, cho ai có yêu thích đem em về cho bộ sưu tập của mình. Một cái con thuộc dòng rất là hiếm, nó hiếm hơn cái dòng mà Aviator hay là Aldomain rất là nhiều người, cực kỳ hiếm luôn á. Thôi bây giờ mình sẽ đeo lên mắt cho mọi người coi sơ chút xíu nha, tại vì đang ở ngoài trời mà trời trời, trời bay buổi trưa nên là hơi nắng, mọi người đợi chút xíu mình sẽ đeo vào cho người xem nè. Rồi, đây là cái chồng straw mắt nếu mà mình đeo bên ngoài, mọi người đeo nhìn rất là sang, rất là sang, một cái dòng hiếm luôn. Và khi mà mọi người thấy là cái ký hiệu mà Ray-Ban sấm sét thì nhìn nó rất là chất. Thấy không? Con khá là đẹp luôn, người ta mang bên ngoài, con này mang bên ngoài nhìn nó rất là sang người, nhìn rất là VIP, tại vì nó thuộc cái dòng hiếm người. Không nhiều những con như thế này, tại vì cái dòng Explorer mà trồng B15 hay là G15 nó cũng đã ít rồi người. Nên là cái dòng này là nó cũng là siêu hiếm người. Gần như là rất lâu rồi mình mới thấy được một con này để mình đấu về. Mang lên mắt thì ở ngoài trời thì cái độ trong của nó là tuyệt vời luôn rồi. Độ trong gần như được 100%, không có một cái vết gợn nào cả luôn. Kính còn rất là tốt. Đó thì nếu mà con này mọi người về mà mọi người cái khuôn mặt hơi rộng chút xíu thì mọi người có thể bẻ nó ra nhẹ chút nha. Cái này mọi người bẻ được, mọi người bẻ nhẹ nhẹ ra để nó đeo được, tại vì cái khung của nó thực chất là kích thước khung thì nó cũng lên tới hơn 13.5 chút xíu đó, nên là nó cũng không có nhỏ đâu. Người thấy mình đeo cái khuôn mặt bình thường đeo cái size 13.5 và nó cũng rất là lớn như kho so với khuôn mặt của mình rồi. Nó thì mình đeo ra ngoài trời mình đeo cho người xem thì mình thấy là nó sẽ cái tròng này mọi người nó cũng có một cái lớp mà gương nhẹ giống như là cái tròng R50 mà hôm qua mình giới thiệu, nó để nó phản chiếu lại những cái ánh sáng mà kiểu như là gây khó chịu cho cái việc nhìn khi lái xe. Ok, một cái con mà đeo rất là thoải mái, đeo rất là thoải mái, nhìn rất là phong cách, nhìn nó giống như là một con mà Outdoor Man phiên bản mà hơi vuông, đúng không? Phiên bản hơi vuông. Có thể dòng này lúc ban đầu có những cái kính mà dòng Aviator nó cũng cái size form form như vậy người. Và nhìn nó thì cũng giống như là một cái con caravan nữa, nhưng là nó cũng cứ mix giữa hai con nhiều, giống như là một con caravan mà mix với một cái con mà Aviator để ra con này nhìn rất là độc. Không biết là tại vì con này là một cái dòng đi đường nên là phải ra ngoài trời mà ngồi ngoài nắng nhưng mà để nó phản chiếu lại cái ánh sáng nắng cho mình thấy cái cảm giác là nó lọc cái ánh sáng được tốt cỡ nào. Nhìn mọi người, ví dụ như mọi người ra nắng hôm nay là giờ đang là 10 giờ hơn đi, cái ánh nắng rất là gắt rồi, nhưng mà mình đeo con này vô ngồi có mấy tiếng đồng hồ thì con mắt mình nó vẫn khỏe bình thường, tại vì gần như là những cái ánh sáng độc hại nó lọc hết rồi, nó lọc hết. Đó, thấy không? Lọc hết sạch này, là mình đeo khá là thoải mái. Và cảm giác đeo con này một cái dòng cao cấp nên là đeo rất là nhẹ nhàng, đeo nhẹ nhàng lắm. Đặc biệt nữa là hai cái miếng đệm mũi này, biết sao cái dòng mà Straw Max Driving này mọi người, nó thiết kế để di chuyển đeo thời gian dài để lái xe, nên là cái phần đệm mũi này nó làm cao cấp hơn những dòng khác nha người. Nó có một cái độ dẻo cao hơn rất là nhiều, gần như là dẻo gấp đôi gấp ba lần so với lại những cái dòng mà mang bình thường nha, mang thông thường không phải là dòng driving đó. Nó rất là dẻo nên là khi mà nó áp lên cái sống mũi mình nó dễ chịu. Và đặc biệt cái Ray-Ban sản xuất cái chất liệu này không có đơn giản luôn, một cái chất liệu mà khi mà nó áp vô trong cái da mình đó, mà thời gian dài nó không gây cái sự mà khó chịu thì cái vật liệu đó phải là rất là cao cấp nữa, nó phải có một cái những cái đặc tính nào đó để nó dường như là nó tiếp xúc nó không có gây cái sự mà nóng rồi khó chịu ngứa là gì đó. Tại vì mọi thấy là nếu mà những cái vật liệu mà bề mặt nó quá nhám là nó không được
gia công tốt, người mọi người đi xe mọi người thấy rung 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 đi thì nó sẽ cứ chà chà miết vô phần da mình, nó sẽ làm rất khó chịu. Hoặc là nếu mà nó nóng quá đi, nóng quá thì nó cũng gây cho mình là cái sự không có được thoải mái, mình nghĩ đúng không? Nên là mình đọc cái thông tin thì cái phần mà để mũi này mà nó làm rất là cao cấp, không phải đơn giản là cứ cứ cái gì cũng ném vô. Rồi ok, mình dừng tiếp đây nha, cảm ơn mọi người.